Đấy các bác ơi, thì sau những ngày mưa bão thì bên cả mấy anh em cũng đang bị mất cái tín hiệu mạng. Đâm là chỉ quay video để lên cũng như là phát cho tất cả mọi người. Thì trong cái video ngày hôm nay thì bên cả anh em sẽ bán cho anh em một cái giá rất là tốt với những các cái dòng sản phẩm loa bát giờ. Các bác nhìn đây, nhà em thì là một bên chuyên phân phối và cũng như là bán tất cả các dòng sản phẩm phụ kiện loa bát giờ, từ đẩy bãi, vang bãi, mic bãi hay là các dòng sản phẩm hàng chính hãng đây. Các bác nhìn đây này, đấy, la liệt loa bát luôn, la liệt loa bát luôn các bác nhá. Đấy, các bác trong miền Bắc thì các bác cũng thông cảm, bởi vì là hiện tại miền Bắc mưa bão rất là lớn. Và trong cái video ngày hôm nay thì bên cả anh em sẽ lên cho toàn thể của bác, đó là một cái set cấu hình cho tất cả mọi người. Một set cấu hình giá rất là yêu thương luôn. Và các bác đi qua nhớ cho em xin những lượt like và những lượt ủng hộ kênh các bác nhá. Đấy, thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ lên cho toàn thể của bác, đó là một set cấu hình của bát thương hiệu hàng Mary. Và em sẽ giới thiệu cho anh em đó là một cặp loa bát 30 từ 117 và cặp loa bát 40 từ 190 các bác nhá. Rồi, ở đây em sẽ lên cho tất cả các bác đây. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ ghép cho toàn thể các bác, đó là một cái cục loa chép JBL mũi khế 450 đánh ở trở kháng 8 ohm. Đây là chép 45W một chiếc các bác nhá. Đấy, thì em sẽ ghép cho anh em đó là một cái mẫu phân tần hai đường tiếng. Nhà em chuyên sử dụng các cái mẫu phân tần hai đường tiếng này. Đấy, thì hiện tại là cái mẫu chép này thì em đang bán với giá là 350.000 một chiếc nhá, 350.000 một chiếc. 700.000 một cặp. Đấy, bác nào mà chơi với những dòng sản phẩm này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em nhá. Còn cái mẫu phân tần này trong video ngày hôm nay thì là 650.000 một cặp các bác nhá, 650.000 một cặp. Đấy, thì em sẽ giới thiệu cho toàn thể các bác đây. Đây là cái mẫu loa bát dành cho những anh em dùng loa gia đình hay là loa phòng hát. Thì cái mẫu loa này là hàng thương hiệu, hàng chính hãng của Medi rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy này, con này côn 76 nhá, nhận 4 lớp 5 lớp màu vàng chanh. Đấy, gân xếp đôi màng chống nước, gân lụa tẩm dầu các bác nhá, gân lụa tẩm dầu. Đây anh em nhìn thấy đây. Từ 117 ạ, từ 117, công suất của con này nó dao động khoảng tầm 400 đến 450W một chiếc. Anh em mua về các bác có thể là sử dụng vào những cái đôi loa gia đình nhà mình nó kém chất lượng. Đấy. Và những bác nào mà dù sử dụng phòng hát mà loa nó ẹp, đánh thời gian sử dụng lâu rồi thì nó không được như cái tiếng lúc ban đầu, thì các bác hãy thay thế vào những cái đôi loa này, rất là hiệu quả và hay. Đấy, hiện tại là cái mẫu loa này thì em đang bán với giá là 1.600.000 các bác nhá, 1.600.000 một cặp. Đây em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng nghe đây. Dòng này thì các bác chơi thì nó quá là hay rồi. Đấy, đây, tiếng thì cực kỳ là hay luôn nhá. Đây em sẽ tăng tiếng lên một chút để cho tất cả bác cùng nghe xem này. Đấy, anh em nghe tiếng mà đánh bát rất là chắc và lực. Đấy, các bác nghe tiếng loa bát nó đánh rất là chất nhá. Đấy, anh em chơi với những cái mẫu sản phẩm như này thì các bác liên hệ nhá. Tiếng đánh rất là dứt khoát, loa bát đánh rất là rung màng, tiếng hay, chất đồng chắc và bay. Đấy, các bác nghe thấy không? Đấy, cái mẫu bát hàng thương hiệu, hàng của Mary các bác nhá. Đấy, hàng chính hãng của Mary với giá 1.600.000 một cặp như thế này. Đấy. Bác nào mà mua thì nhắn tin trực tiếp qua cả hàng bên em nhá. Và tiếp theo nữa thì em sẽ lên cho toàn thể các bác, đó là một cái mẫu loa mà để cho anh em đánh vào những các cái đôi loa kẹo kéo, đánh vào những cái đôi loa kẹo kéo hay lắp vào những các cái đôi loa sự kiện nho nhỏ, hoặc là các bác có thể là dùng loa cả karaoke hát sân vườn. Loa này thì tiếng nổi bật của nó là tiếng micro giải mid low, tiếng rất là hay các bác nhá. Thì hiện tại là cái mẫu loa bát này từ của nó là từ 190 từ Philips. Từ Philips 190 các bác nhá. Đấy, về công suất khởi chạy của nó là 600W một chiếc. Đấy, công suất khởi chạy của nó là 600W một chiếc. Xương của nó là xương gang đúc các bác nhá, xương gang đúc liền khối. Đấy, màng của nó là màng sần. Đấy, mã dập trên màng bát này. Con này thì nó cho chúng ta đó là một cái chất âm rất là hay và sâu. Đấy, côn 76 nhện 3 lớp màu vàng chanh. Với dòng sản phẩm này thì chạm của nó là chạm màu đồng,
gân xếp đôi, màng rốn rất là sâu các bác nhá, cho chúng ta đó độ loa bát rất là uy lực và đánh rất là chắc chắn các bác nhá. Đó, thì hiện tại là cái mẫu này thì em cũng báo luôn giá cho tất cả mọi người cùng chơi. Con này là loa bát 40 côn 76 từ 190. Hiện tại là bên cửa hàng em là đang tri ân và giá rất là đẹp cho tất cả mọi người, chỉ có 2.300.000 một cặp thôi. Đấy, 2.300.000 một cặp đấy, các bác chơi với những các cái mẫu sản phẩm hàng Mary như thế này thì các bác có thể là nhanh tay liên hệ đến với cả cửa hàng của Huyền Audio để sở hữu cặp loa nhá. Em sẽ test thử cho tất cả mọi người cùng nghe về cái chất âm của cái cặp loa bát Mary này. Đấy. Một vài hôm nữa thì nó có mạng thì bên cửa hàng em sẽ bán lên bán trực tiếp cho tất cả mọi người. Chứ còn hiện tại là mạng ở bên cửa hàng em là đang bị mất do tình hình bão lụt ở miền Bắc. Nếu mà những anh em ở miền Nam thì thông cảm, hàng nó đi hơi chậm một chút nhá. Bây giờ em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng nghe. Cái chất âm đúng không ạ, từ Philips làm trầm rất là chất lượng luôn. Đấy, bác nào mà chơi loa này nhá, giá 2.300.000 đấy, thì vừa rồi thì em cũng đã lên cho toàn thể các bác đó là hai cái mẫu loa bát, một là loa bát 30 từ 117, hai là mẫu loa bát 40 từ 190. Đấy, bác nào mà mua hàng đặt hàng thì các bác có thể nhanh tay liên hệ trực tiếp đến với cả cửa hàng của Huyền Audio để sở hữu với những cái cặp loa bát hàng cao cấp và hàng chất lượng như này các bác nhá. Rồi, kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn em rất là nhiều nha các bác nhá.